Hello các bạn ha. Đây mình xin giới thiệu ha. Hiện giờ những mặt hàng này là mẫu của bên mình định trưng bày ra nha quý vị. Lấy mẫu nào thì cứ nói mình gửi hàng ha. New ha. Đây là con Scooter 38.5 ha. Đây là bạn của mình là con Pokemon. Hiện giờ là có Pokemon, có Doraemon và hiện giờ còn một màu hồng nữa ha. Mà màu hồng và màu Doraemon là màu xanh, Pokemon là màu vàng ha. Con này bạn 8.5 là mình đang cho sale luôn ha, mới nha quý vị. Và kế tiếp là con bạn tiêu chuẩn của Scooter của mình luôn ha. Dòng này Scooter đi ở tầm là hơn 30 km. Một lần sạc thì ở mát mát hỗn hợp thì cũng 30 km luôn, nếu mà đi ước chừng thì cũng hơn 30 40 ở tầm mức đó ha, tùy theo trọng lực các bạn đi và tốc độ nữa. Còn con kế bên là con mẹ bồng con, tại vì nó yên tới hai người quý vị, hai người phía trước có cái gầm đèn ha, đó phía trước nó có cái gầm đèn để mình bật cho các bạn coi ha. Rồi bật chế độ ha, rồi mình bật cái gầm đèn cho các bạn coi đó. Đây con này đi thì tối thì các bạn không phải lo cái vấn đề mà an toàn ở phía sau ha. Đây con này phiên bản mẹ bồng con, tốc độ con này là cũng ở trong mức là 50 km nha. Con này lướt nhanh tại vì bánh là bánh trơn tru. Đây bánh trơn tru thì khả năng nó lướt rất là nhanh ha. Và cho phép là các bạn là đi là một lần sạc là 120 tới 150 ha, theo thông số kỹ thuật ha. Nhưng mà các bạn ở nạp ở thông số là trên 100 km là bình thường ha. Là con phiên bản bè bồng con này, con màu đỏ. Hiện giờ mình cũng có 2 3 chiếc gì đó, các bạn có thể liên hệ với mình. Đây là bản mẫu của mình. Và kế tiếp là con bạn Scooter mà thường thường là các bạn thấy mình hay dùng ha, dùng bản mẫu ha. Con này con bản mới này ha. Đó, phiên bản này là phiên bản mới ha. Đây con cũng là 120 150 km cho một lần sạc. Tốc độ thì có mát trình là mát 50 ha. Mình không nói quá nhưng mà mát ở đây là mát 50. Các bạn đi là thoải mái, hai người có thể lên được ha. Về phiên bản này, đây. Mình cho bác vào xem ha. Phiên bản này thì không có gầm đèn nhưng mà về các bù lại là có đèn xi nhan và các động cơ về bánh bánh địa hình. Ha, đây là lợi ích của con này là hàng chuẩn rồi, có nói rồi. Kế bên hiện giờ là mình có hai bản màu của con Lihanhe luôn. Lihanhe của mình là ở 48V 15 km, 15 pin 15. Ước chừng cho các bạn đi từ 60 km, 60 70 km cho một lần sạc. Nếu mà đi không đúng số lượng trên 60 thì các bạn có thể khiếu nại mình ha. Đây là dòng pin chuẩn nha. Giờ cái nào có nhiều bạn vấn đề hỏi mua gì đó của mình á, mình không nói gọi cái tên đó, coi trên trang mạng của mình á thì là hỏi anh ơi làm sao để phân biệt được cái pin của nó là pin 48A 15A mà trên thị trường đang bán cho em. Cái này rất là đơn giản lắm bạn. Cái vấn đề này thì mình cũng nói luôn, các bạn tháo cái pin ra mà trong nó có cái hộp, ở trong nó có một lớp hộp nữa là chắc chắn bạn là không phải pin 15A rồi. Còn cứ giờ thứ hai á, bạn có thể test là bạn mua về là đã bạn đã mua về là bạn có thể test cái thời gian bạn đi được bao nhiêu km. Trên thông số đây nó hiện lên hết ha, nó hiện lên là bao con này là con mới cho nên tốc độ về không, nó hiện bao nhiêu km này nó sẽ lên. Nếu mà trong phạm vi mà pin mới một lần sạc thì các bạn bỏ qua không tính đi, các bạn sạc lần thứ hai đầy đến sáng cho mình, các bạn đi bạn test thử rồi bao nhiêu lần km là các bạn ước chừng pin của bạn rồi. Mình cho bạn thông số luôn là pin 15A thì từ 60 70 km là trừ hao trọng lực này kia đó là cũng là 60. Còn pin 12A thì pin xịn đó nha, là 10 là 50 50 đó, 55 km cho một lần. Từ 50 tới 55 là km cho một lần sạc. Mình không ước chừng trọng lực nhưng mà các bạn đi được 50 là ok rồi. Đó là bản pin của 12A, còn bản pin 10A hiện giờ phân pin là 10A và 8A, là pin 8A là pin rẻ tiền, là 8A 10A hiện giờ trên thị trường mình cũng có đầy. Vấn đề ở đây là các bạn mua có đúng hàng không? Thứ nhất là cân nặng con này là 40 kg nguyên kiện luôn. Thì các bạn cân ra mà hàng người ta giao cho các bạn là có 33 kg, 30 kg, con xe nguyên rút ra có 30 kg, cân lên 30 kg thôi. Thì các bạn xem lại cái xe của bạn có đúng mua đúng không? Hay là hàng nó quá nhỏ. Đây là các bạn nhìn nè. Người ngồi lên mà có chút ép mà xe mình là ngồi đúng bạn 12 inch nè. Đó, trong khi các bạn ngồi lên mà cái xe nhìn vô chút S là các bạn xem rằng đó là bạn mini rồi, không phải là bạn của bên mình đâu. Cho nên hàng chính hãng thì nó không có tiền nào của đó thôi, đừng có nghĩ là tại sao mà có nhiều trường hợp nè. Đây là cái gương mình tặng kèm cho các bạn và cái thay đổi cái chân bàn đạp. Cái chân bàn đạp hiện giờ là chân bàn đạp của mình là chân rộng ha. Mình tặng kèm cho các bạn cái này ha, để các bạn có gì đó sau này hết pin đó thì có thể đạp về cũng được, chứ đừng có đưa chân bạn ngắn quá, các bạn đạp chừng một cây số là các bạn là thở rồi, thở hì hục rồi. Và cái vấn đề thứ hai mình muốn nói các bạn nghe là cái vấn đề là các bạn đi từ ước chừng thôi. Thí dụ như là đi ở tầm là các bạn đi 10 km mà các bạn bỏ một lần sạc để em đi, bạn bỏ qua không tính tại vì lúc đó là nó pin không biết có đầy không. Lần thứ hai đó các bạn sạc đầy cho mình tới sáng luôn, sạc đầy xong đó các bạn chỉ đem ra test. Nếu mà nó ở trong phạm vi 10 20 km bạn hãy xem lại cái bảng pin của bạn ha. Đi mà kim đó nhảy tới 20 km, 30 km xem là cái pin của bạn người ta báo có đúng không. Chỉ còn cách đó thôi. Còn cách thứ ba là cái ai là chuyên thì có thể tháo luôn cái hộp pin đó ra,
tháo luôn bên trong cái pin nó ra, các bạn đếm bao nhiêu thỏi và cân nặng bao nhiêu là ra được cái pin yêu cầu của các bạn mà mua. Cái đó là thực tế. Trên thị trường hiện nhiều nhiều người có hỏi mình anh ơi làm sao phân biệt cái pin, đó là ba cách để mình chỉ cho các bạn phân biệt pin hiện tạm thời nha. Đi là biết liền, mua rồi đi là mới biết liền. Còn hai là tới khi trước khi chưa mua các bạn có thể test về trọng lượng của cái xe luôn. Ra xe mà dàn khung mà 33-35 kg thì là xem lại nha, xem lại thực tế là xem lại cái pin luôn. Đó xem hàng có đúng không. Người ta báo cho các bạn 40-41 kg là lúc mà giao đó là kê khống thì được nha. Giao hàng ở đây là kê khống được, nhưng mà lúc bạn đem về cân là không đúng số 40 kg. Đó là những cái gọi là vô tình nó làm cho cái con xe này đó là con xe chính hãng bán không được ở thị trường ở Việt Nam. Tại vì á, cái lô á, mà nó nhập về cái lô của nó là lô về là lô rẻ tiền và lô pin là không đúng trọng lực của nó nữa và lô hàng lô pin nữa. Cho nên lúc mà các bạn đi á, là tại sao mà có nhiều khách hàng mua đúng 1 tháng, 2 tháng gì đó, 3 tháng gì nói vợ không có đi được, người nhà không đi được. À, vợ do công việc bận gì muốn đổi lên xe hơi, xe 3 bánh, xe 2 bánh gì đó. Thì thanh lý đó là các bạn chú ý nha, thực tế là họ là bị cái trường hợp là pin bị chập nguồn, pin bị sụp nguồn, pin là cảm giác như chán nản. Nếu mà thay thì lại tốn tiền, mà không bên kia không có báo tiền thay pin, mà báo thay cũng còn chừng 3-4 cũ gì đó mình không biết, nhưng mà cái tầm đó là pin xịn. Còn pin bị Việt Nam pin lô gì đó, pin cấu hình cấu gì đó 1-2 cũ gì đó mình không có để ý lắm. Nhưng mà mình nói cho các bạn cái vấn đề này, tại sao người ta thanh lý như vậy, tại có vấn đề mới thanh lý. Người ta thích xe thì nó sẽ đi thôi, ai đời đâu mà mới mua 1 tuần 2 tuần 3 tuần là xe không có nhu cầu thanh lý. Các bạn xem lại cái bạn của các bạn, cái bạn xe đó ha, đó là thực tế mình đã thấy rồi. Khách hàng mua đúng 1 tuần sau đi rồi vợ đạp quá, đạp mà la từ trên đầu chứ xuống luôn, la từ sáng tới chiều luôn. Nó bắt đạp thì đạp 1 cây số từ đây, đạp từ ra đi chợ, cái đạp về, cái đạp thấy bà, cái về chiều sáng từ tối rồi đi thanh lý cũng là một phần. Nó nạn, nó khiến cho các bạn là nạn đi, không muốn chơi xe nữa, không muốn đi chiếc này nữa. Mới đi có 1 cây 2 cây 10 cây số rồi mới sạc đêm qua đi, hôm đầy sáng cái chiều là bắt để đạp về thấy bà luôn. Là đó cái do các bạn tâm lý gì đó là pin, và vô tình ảnh hưởng cái thương hiệu chính hãng bên mình luôn, đúng không? Mình bán thực ra lúc đầu mình bán, mình nhập được vài chiếc mình bán rất là chạy, như là sau này người ta thích cái giá tiền nó quá thấp, nó quá rẻ đi, nó vô tình đi rồi vô tình đó những cái sản phẩm đó là giống như mì ăn liền vậy đó, nó ăn liền xong rồi các bạn ăn không vô rồi các bạn bắt đầu là thanh lý đó. Thanh lý người ta thu mua những cái khung xe người ta chế lại độ lại. Tất nhiên là nếu mà đối với mình thì mình chế mình nâng cấp lại là bình thường, nhưng mà nó hàng nguyên bảo chính hãng rồi mình cũng không muốn đụng giảm bất cứ cái gì vô cho các bạn. Phiên bản này thì có, ngoài ra phiên bản nhà chính hãng năm tới thì 2023, tức là năm nay sẽ tiến hành cho các bạn là nâng cấp bản định vị, chỉ có bên mình là nhập bản định vị được thôi nha. Đây chính hãng, chỉ có hàng chính hãng mới nhập được bản định vị nha. Các bạn nên nhớ hàng định vị nha, tức là cái xe các bạn đi đâu thì nó bất nguồn hay không nguồn nó vẫn tìm được cái xe của bạn. Có nghĩa là bạn nó bật nguồn lên thì xe nó hoạt động thì lúc đó mới thấy định vị. Cái đó là ok ở mặt nào thôi, mặt đúng. Còn cái mặt thứ hai nữa là cái hình định vị của các bạn định, các bạn khóa nguồn cái xe này đi nữa nó vẫn tìm được nha. Tại vì ở mặt định vị nó vẫn chạy cái pin ngầm ở trong đó. Có nghĩa trên cái phần định vị đó nó đã hoạt động luôn á, chứ nó không phải là các bạn tắt máy là nó không hoạt động đâu. Mà là mình đã test cái này rồi, để đúng 2 tuần vẫn còn hoạt động cái mặt định vị đó nha. Đó là mình thực tế, cái biên ngầm của cái mặt định vị đó nó vẫn còn hoạt động. Cho nên đừng có lo về cái vấn đề sợ ăn trộm nó tắt nguồn đi rồi không biết đâu. Tại sao là như vậy các bạn ha, đừng có lo cái vấn đề đó. Bây giờ người ta rất là khôn khéo vấn đề này rồi ha. Rồi ai có nhu cầu thì xe có thể liên hệ hai bạn màu của mình ha. Rất là to nha, nhìn như vậy là to hơn á. Mình đã test mấy cái cửa hàng ở bên quận 5, quận 3, quận 10 rồi. Mình vô mình thấy là những bạn đó là bạn mini thôi. Mà họ nói 15-20A là mình biết là họ không biết có nắm không, hay là họ có ý là nói phép đi, nói đi quá sai cái thử thực đi, gọi là cái ảo đi ha. Rồi, mình xin phép ha.